đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường dự World Cup vào ngày 5 tháng 7. Thanh Nhã nhận lương khủng nếu như sang châu Âu. Philip Nguyễn sẽ là thách thức cực lớn cho Đặng Văn Lâm. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng ký 2 số áo cho Quang Hải. Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường dự World Cup ngày 5 tháng 7. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 4 ngày để chuẩn bị tại Hà Nội trước khi khởi tranh tới New Zealand vào ngày 5 tháng 7. Thầy trò huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung sẽ có gần 2 tuần để chuẩn bị tại nơi diễn ra vòng bảng của vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 để có được trạng thái tốt nhất cho lần đầu tiên bước vào đấu trường thế giới. Những ngày gần đây, thời tiết tại Hà Nội có phần nắng gắt hơn so với thời gian đội tập huấn tại châu Âu. Dù vậy, toàn đội vẫn đang tích cực để rèn luyện, chuẩn bị thể lực cho hành trình đến với giải đấu bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Chia sẻ với những ngày tập gần đây, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết, ban huấn luyện chú trọng tất cả các thứ hướng trên sân, không chỉ riêng tôi mà tất cả chị em trong đội đều được huấn luyện viên tập luyện và lưu ý kỹ càng. Bóng đá là môn tập thể, đôi khi các vị trí trên sân có thể chơi được. Giải đấu sắp tới chúng ta gặp những đối thủ có thể hình cao to và gần đây huấn luyện viên cho toàn đội tập những tình huống bóng cố định trong cự ly ngắn và nhỏ. Đó là những tình huống có thể gây ra bất ngờ. Trước câu hỏi về sự cạnh tranh vị trí thi đấu, Tuyết Dung cho biết, tôi cảm thấy thoải mái ở giải đấu lần này. Đối thủ ở giải đấu lần này đều là những cầu thủ khỏe và cao to. Khi đấy thì mình cũng nên để cho các em thi đấu xen kẽ. Điều đó là sự tính toán của huấn luyện viên trưởng. Trong các trận đấu giao hữu gần đây tại Đức và Ba Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự cũng đã tính toán và tung vào sân nhiều gương mặt trẻ để thử nghiệm các vị trí. Nói về cơ hội bị bỏ lỡ khi được tung vào sân ở trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức, tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa cho biết, tôi khá tiếc khi đã đối mặt với thủ môn nhưng lại bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn. Tôi sẽ cố gắng cải thiện để có thể làm tốt hơn sau những trận đấu đó. Tôi và cả đội đã học hỏi được nhiều thứ của đội bạn. Đội tuyển nữ Đức có tôi nhanh nhẹn và chơi tấn công đẹp. Lần đầu tiên thi đấu tại châu Âu và thi đấu với các đội bóng mạnh như thế, nên một cầu thủ trẻ như tôi cũng rụt rè và chưa có được sự tự tin. Nhưng qua từng trận đấu, tôi đã cải thiện được nhiều và tự tin vào mình hơn, tiền đạo 20 tuổi của câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 và 8 tới đây. Thanh Nhã nhận lương cực khủng nếu như sang châu Âu. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam, Thanh Nhã được một đội bóng châu Âu săn đón. Thanh Nhã đang là cái tên giành được nhiều sự quan tâm ở đội tuyển nữ Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây. Trước đó, theo các nguồn tin không chính thức, cầu thủ Hà Nội đang được một câu lạc bộ ở châu Âu quan tâm. Mới đây nhất, đội bóng châu Âu này được cho là sẽ bắt đầu đàm phán với đội bóng chủ quản của ngôi sao 21 tuổi là Hà Nội Watabe vào cuối tháng 8. Đây cũng là thời điểm Thanh Nhã cùng đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau World Cup 2023. Nếu như quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi, tiền đạo quê Hà Tây hoàn toàn có thể sang châu Âu chơi bóng từ mùa giải tới đây. Được biết là đội bóng châu Âu sẵn sàng trả cho Thanh Nhã mức lương hơn 1.500 đô la, cao hơn so với thời điểm Huỳnh Như mới đến thi đấu cho Lan FC. Hiện tại, ngôi sao sinh năm 2001 vẫn còn 2 năm hợp đồng với Hà Nội Watabe và đây là rào cản khiến cho cô chưa thể ra đi. Cách đây không lâu, Thanh Nhã cũng từng ngỏ ý muốn được sang châu Âu chơi bóng và phát triển bản thân. Huỳnh Như là một tấm gương mà chúng tôi luôn noi theo, cả đội luôn dõi theo chị ấy khi thi đấu tại Bồ Đào Nha. Chị Như đã rất dũng cảm khi ra nước ngoài thi đấu để mở đường cho các cầu thủ trẻ. Tất cả chúng tôi đều học hỏi và muốn có cơ hội được thi đấu nước ngoài như chị Như, ngôi sao của đội tuyển nữ Việt Nam nói. Hiện tại Thanh Nhã đang hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm hướng tới World Cup 2023. Tại giải đấu lần này, các học trò của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung lần lượt chạm trán đội tuyển nữ Mỹ vào ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha 27 tháng 7 và Hà Lan mùng 1 tháng 8 tại vòng đấu bảng. Philip Nguyễn sẽ là thách thức cực lớn cho Đặng Văn Lâm. Nếu như hòa nhập tốt thì thủ môn Philip Nguyễn chắc chắn sẽ là đối thủ lớn với Đặng Văn Lâm ở tuyển Việt Nam. Không giống như nhiều cầu thủ khác bị thổi phồng về tài năng, Philip Nguyễn là một thủ môn sở hữu mọi ưu điểm so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam. Philip Nguyễn đến V-League 2023 trong tư thế là một trong những người gác đền xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Giải đấu được đánh giá có trình độ cao hơn nhiều so với V-League. Cụ thể, Philip Nguyễn có hơn 100 lần cứu thua và 11 trận không thủng lưới ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc năm 2022-2023. Tài năng của Philip Nguyễn còn được đánh giá qua chuyện được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Séc. Trang web nổi tiếng về chuyển nhượng Transfermarkt định giá Philip Nguyễn lên đến 700.000 euro, tức là khoảng 18 tỷ đồng. So với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, không có một cầu thủ nào được đánh giá cao bằng Philip Nguyễn về tài năng lẫn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Chiều cao 1m92 cũng là lợi thế đặc biệt của Philip Nguyễn, trong khi đó Văn Lâm có chiều cao 1m88.
Nhiều ý kiến đều tán đồng chuyện câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ Philip Nguyễn mang đến giá trị to lớn cho đội tuyển Việt Nam, bởi Philip Nguyễn có cơ hội rất lớn để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Dù từng lên tuyển Cộng hòa Séc nhưng Philip Nguyễn chưa một lần ra sân và còn nguyên cơ hội để cống hiến dưới thời ông Chelsea. Kể từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam có sự ổn định ở khung gỗ nhờ tài năng của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, ai cũng thấy Văn Lâm thiếu đi một đối thủ xứng tầm để cạnh tranh suất bật chính. Những Bùi Tiến Dũng, Văn Toản, Tấn Trường, Nguyên Mạnh chỉ có thể sắm vai dự bị. Sự xuất hiện của Philip Nguyễn sẽ giúp cho huấn luyện viên Chelsea giảm đi nỗi lo về người gác đền, vì ông thầy người Pháp sẽ có hai thủ môn giỏi, không phải rơi vào cảnh như thời ông Park Hang-seo tại AFF Cup 2020. Văn Lâm bị chấn thương nên ông Park mất đi chốt trận đáng tin cậy nhất. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng ký hai số áo cho Quang Hải. Công an Hà Nội đăng ký hai số áo khác nhau cho tân binh Nguyễn Quang Hải tại V League và Cúp Quốc gia. Câu lạc bộ Công an Hà Nội hoàn tất đăng ký thi đấu cho Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ này đủ điều kiện ra sân cho đội bóng ngành công an ngày mai, ngày 2 tháng 7 trong trận đấu ở vòng 13 của V League với Đà Nẵng. Đáng chú ý là Quang Hải không chỉ sử dụng số áo 19 quen thuộc khi thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đội bóng này đăng ký số 19 cho Quang Hải tại V League. Trong danh sách đăng ký ở Cúp Quốc gia, tiền vệ sinh năm 97 dùng áo số 18. Sau khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội, Nguyễn Quang Hải ra mắt các cổ động viên đội bóng mới trên sân vận động Hàng Đẫy của Hà Nội tối ngày 24 tháng 6. Tiền vệ này ngồi khán đài theo dõi đội bóng mới thi đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 12 của V-League 2023 do anh chưa được đăng ký ở thời điểm đó. Quang Hải là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, cậu ấy đã vô địch V-League nhiều lần và đã thi đấu ở nước ngoài. Với sự có mặt của cậu ấy, tôi cũng hy vọng câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ vô địch V-League như kỳ vọng của người hâm mộ. Quang Hải chơi được nhiều vị trí, tôi đánh giá đó là điều rất quan trọng với đội bóng. Nếu như cậu ấy chỉ thi đấu được một vị trí thì sẽ khó khăn cho tôi. Nhưng với tình hình hiện tại, đây là thuận lợi rất lớn, huấn luyện viên trưởng Flavito Kroos của câu lạc bộ Công an Hà Nội nói về tân binh. Đội bóng đầu bảng của V-League vừa chiêu mộ thành công Philip Nguyễn hôm qua ngày 30 tháng 6. Thủ môn Việt Kiều ngay lập tức di chuyển đến Đà Nẵng hội quân và tập luyện với đội bóng mới.